Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Công giáo Việt Nam vụ giết linh mục Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum gây bàng hoàng. Cha xứ Cuijer Trần Ngọc Thanh bị một người chém vào đầu khi ông đang ngồi tòa giải tội ở giáo xứ Đắk Mót ở Kon Tum, đang gây ra dư luận Công giáo Việt Nam và quốc tế. Cộng đồng tín ngưỡng được mô tả là hết sức sửng sốt về vụ linh mục bị chém đến chết tử vong. Vụ việc xảy ra ngay khi họ đang chuẩn bị các nghi thức tôn giáo để đón Tết âm lịch. Tin cho biết công an địa phương đã bắt giữ kẻ tấn công và cho rằng người đó bị tâm thần. Theo thông tin đăng tải trên trang web của giáo phận Kon Tum, sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại nhà thờ thuộc giáo xứ Đắk Mót. Đây là hình ảnh linh mục Cuijer Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Nhưng trang cơ quan thông tấn Công giáo bản tiếng Anh lại nói rằng ông bị chém bằng dao tại nhà. Nguồn tin này nói cha Cuijer Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, bị sát hại khi đang ngồi tòa giải tội và qua đời vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày tại bệnh viện. Nguồn tin của giáo hội đăng trên các trang giáo phận khác nhau cho biết cha Thanh là phó sứ của Đắk Mót. Trả lời đài BBC từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân đã nói: "Tôi có nói chuyện với một linh mục trong khu vực và với một người là bà con của cha Thanh về sự việc đã được xác định. Cha bị chém hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn thờ quay lại can cũng bị chém sượt qua đầu, giơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế." Theo trang Công giáo Việt Nam, tên hung đồ này bất ngờ chém linh mục Thanh hai nhát vào đầu, khiến ông không thể né tránh. Khi đó, một thầy phó tế chạy lại can ngăn, bị hắn chém sượt đầu, một người khác đưa ghế lên đỡ, cũng bị hắn chém gãy ghế. Hành động của tên này rất tàn độc, như cố ý truy sát linh mục Thanh đến cùng. Ngay sau đó, mọi người hối hả đưa linh mục Thanh vào bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương ở đầu quá nặng, ông đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. Tin này đã gây bàng hoàng khắp nơi. Đức cha Alejo, giám mục giáo phận Kon Tum, chia sẻ rằng ông rất bàng hoàng khi biết tin. Không ngờ lại có chuyện đã xảy ra như thế. Giáo phận Kon Tum trích lời Đức cha vào ngày 30 tháng 1. Giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn của người Công giáo, một số giáo dân đã chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu của cha Thanh. Tính đến chiều ngày 1 tháng 2, chưa có tờ báo chí trong nước nào của Việt Nam đưa tin về vụ việc sát hại nghiêm trọng này. Bên hình ảnh, điều kỳ lạ là không có bất cứ dòng tin tức nào về sự kiện kinh hoàng này hơn 700 tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi tin tức ngày một tràn ngập trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Trang web chính thức của dòng Đa Minh và giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của Công an Kon Tum và báo Kon Tum của chính quyền địa phương chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm. Theo tìm hiểu của đài BBC, tính đến 21 giờ vào ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, một số trang tin Công giáo tiếng Anh như cơ quan thông tấn Công giáo và các trang báo khác đã đưa tin về vụ sát hại này. Trang cơ quan thông tấn Công giáo chạy tin cha xứ dòng Đa Minh bị sát hại ở Việt Nam. Và các ý kiến cũng khác nhau. Thông tin về nghi phạm không được giáo phận tiết lộ, ngoài chi tiết người này đã bị bắt để điều tra. Trên group Thắc mắc Công giáo, một số tài khoản chia sẻ thông tin chi tiết về nghi phạm sát hại cha Trần Ngọc Thanh. Tài khoản Phạm Minh Vũ cho biết cha Thanh mới về quản nhiệm tại Salon khoảng một tháng và không biết nghi phạm là ai. Tài khoản này đặt ra câu hỏi về động cơ sát hại. Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội thì bình luận tiếp như sau: "Cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung." Còn trang tin vietcatholic.net dẫn lời của linh mục Nguyễn Minh Nhật ở Sài Gòn rằng linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ. Đây là hình ảnh bản tin trên đài FA với hình chụp lệnh thánh lễ cho linh mục Công giáo Cruz Trần Ngọc Thanh tại Kon Tum. Tang lễ vị linh mục diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng Giêng tại nhà nguyện Playdon, giáo xứ
Con Rô Băng, Giáo phận Kon Tum và Tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Linh Mục Thanh sẽ an nghỉ cùng với các anh em tại đất thành của tỉnh Dòng. Cáo phó cho biết, còn trang Facebook truyền thông Thái Hà thì cho biết Linh Mục Thanh là con thứ 7 trong một gia đình ở giáo xứ Bến Hải, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông xin vào Dòng Đa Minh. Hồi tháng 8 năm 2018, ông cùng 9 thầy phó tế khác được giám mục Nguyễn Thái Hợp, lúc đó là giám mục giáo phận Vinh, trao sứ vụ Linh Mục tại Thánh đường giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn thắc mắc, công giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Trang truyền thông Thái Hà thì biết, cái chết đau đớn của Linh Mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Có người cho là đó là động cơ đê hèn và bàn tay lông lá phía sau, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng kẻ chém cha là một kẻ tâm thần. Trên mạng xã hội tiếng Việt, một số Facebook đã nêu ra vấn đề này như sau. Ví dụ, Hùa Bùi thì nói rằng phải làm ra đúng, ra lẽ, chứ ai phải chịu vậy được, một linh mục của giáo dân, chứ có phải người bình thường đâu. Hữu Lê thì chia sẻ, buồn thay, một vụ giết người tàn độc như vậy mà không có một tờ báo nào của bên ăn thuế của dân nói đến. Bạn Việt Quốc thì chia sẻ tiếp, tâm thần sao nó không chém mấy người chung quanh, mà nó phải tìm đúng vị linh mục để chém. Đây là hình ảnh bản tin trước đây vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 trên báo Tuổi Trẻ vì vụ đâm linh mục bị thương và đốt nhà thờ tại An Khê, Gia Lai. Còn Facebook thông thì bình luận, chém chết một người ngoài đời không vũ khí để tự vệ thì đã là tội ác. Đằng này đoạt mạng một người tu hành, không thể tự vệ trong nơi họ hành đạo thì tội ác dã man hơn gấp bội. Facebook Linh Nguyễn viết tiếp, nơi cao nguyên trung phần Việt Nam vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đàn áp và bách hại tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Cầu cho các ngài đã tử vì đạo có được phúc phần của Chúa muôn đời. Các ý kiến khác cũng nêu cha Thanh là người nơi khác đến, không có oán thiệu thù gì sâu nặng gì và cũng chưa kịp có xích mích với ai, hoặc có Kon Tum là vùng đất vô pháp luật. Và vấn đề an toàn cho người hành đạo được đặt ra. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn của những người truyền đạo công giáo ở khu vực Tây Nguyên. Vẫn luật sư Lê Quốc Quân bình luận vụ việc như sau. Theo tôi, tình tiết đáng chú ý nhất là việc một linh mục bị sát hại ngay tại tòa giải tội và là hành vi cố sát. Ở đây là vùng truyền giáo mới cho nên cũng ít dân và chủ yếu là người thượng. Chính quyền rõ ràng là không muốn tôn giáo phát triển mạnh ở đây. Đây là hình ảnh nhà thờ giáo xứ Đắc Mốt, Kon Tum, nơi linh mục bị sát hại. Việc linh mục và những người làm thiện nguyện bị đe dọa, tấn công là khá phổ biến. Nhưng hành động đi vào nhà thờ chém chết linh mục khi đang ngồi ở tòa giảng tội là điều bất thường và cực kỳ nguy hiểm. Luật sư Quân cũng nhắc lại, chuyện cách đây chỉ hơn nửa năm, linh mục Trần Văn Truyền, 70 tuổi, ở nhà thờ An Khê, thuộc giáo phận Kon Tum cũng bị đâm trọng thương. Chính quyền bắt giam hung thủ, đốt nhà thờ, đâm linh mục này, nhưng sau đó việc điều tra không đi đến đâu và sự việc đến nay coi như bị chìm xuống. Tạm thời bỏ qua những án hận, sân si để chờ điều tra làm rõ, chúng ta cùng cầu nguyện cho cha Cruz được an nghỉ đời đời trong Chúa Kitô cùng các anh em trong vùng đất của tỉnh Dòng Đa Minh. Nhưng chắc chắn chúng ta phải đòi hỏi để công lý sớm được thực thi. Ông Lê Quốc Quân đã viết như vậy trên trang Facebook của mình. Được biết, Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Ông được thụ phong Linh Mục vào tháng 8 năm 2018. Trước khi qua đời, Linh Mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại giáo họ Sa Lông, giáo xứ Đắc Vót thuộc giáo phận Kon Tum. Thánh lễ đưa Trần được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 1 tại tu xá Đa Minh Kon Tum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 quy trình vụ án giải cứu hàng không giá cao của Việt Nam. Câu chuyện về chuyến bay giải cứu giá cao được tác giả Nguyễn Tâm, người trong cuộc kể lại khi tìm đường về Việt Nam từ Paris, được chia sẻ như sau. Chị Hà, 47 tuổi, chủ cửa hàng buôn bán nhỏ tại Paris, kể cho tôi nghe câu chuyện xung quanh chuyến bay giải cứu về Việt Nam
của mình. Đầu năm 2020, sống giữa trung tâm dịch COVID-19 ở châu Âu, hàng ngày phải đối mặt với bệnh tật, chết chóc xảy ra xung quanh, chị Hà đã bị stress kinh khủng. Nhưng mỗi khi gọi điện về Việt Nam và cho người thân được biết quê nhà vẫn là ốc đảo an toàn miễn nhiễm với COVID-19, như báo đài nhà nước nói, chị lại thấy tâm mình dịu lại, bớt đi sự lo lắng. Khi ở châu Âu, số ca nhiễm mới COVID-19 đã vượt quá 300.000 người mỗi ngày và số ca tử vong vì COVID quái ác sắp chạm ngưỡng 10.000 người mỗi ngày, thì chị bắt đầu hoang mang thực sự. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu được dư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như "Vì một cuộc chiến không một ai bị bỏ lại", rồi "Một Việt Nam ngạo nghễ nằm châu", hay "Bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam", và "Tự hào quá Việt Nam ơi", rất nhiều khẩu hiệu được dư luận viên bấm link và share hàng vài chục ngàn lần. Lúc đó, chị Hà đã nảy sinh ra ý định về Việt Nam, vừa tránh dịch vừa chăm sóc được mẹ già. Chị Hà kể với tôi, chị đem suy nghĩ này bày tỏ với Lê, bạn thân đang sống ở Mỹ, cùng hoàn cảnh. Cũng hay đấy, nhưng để bay được về không hề dễ đâu. Có người ở Mỹ ở đây đã phải chi tới 7.000 đô la, thậm chí hơn 10.000 đô la thì mới leo lên được chiếc máy bay giải cứu của chính phủ Việt Nam, Lê cho chị biết. Hoài thì nghi ngờ Lê, Hà phản bác, sao thấy truyền hình Việt Nam suốt ngày chạy dòng chữ, ghi lời Thủ tướng nói rằng không để ai bị bỏ lại phía sau, không phải là lời nói suông cơ mà. Theo Hà kể thì khi ấy, Lê cũng tỏ ra băn khoăn, không biết thực hư như thế nào. Quy trình tìm đường để được giải cứu giá cao bắt đầu từ đâu? Gọi điện lên phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam, Hà hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên trang web dài. Chờ một tháng, rồi hai tháng, không thấy phản hồi, Hà lại gọi đến số phone của phòng lãnh sự để hỏi thì nghe một giọng buông thõng rằng, phải chờ thôi chị ạ. Hà hỏi lại, phải chờ đến bao giờ? Thì nghe đầu cây dây bên kia, chỉ còn nghe một tiếng kịch, khô khốc. Trong một lần đến nhà người bạn ở ngoại ô thủ đô Paris, mừng tân gia, Hà đem ẩn đức này kể giữa bàn tiệc. Chủ nhà bảo, sao lại có người ngây thơ đến thế nhỉ? Bạn muốn về, tôi cho số phone này, gọi đến là ok ngay. Nhưng không thể nói suông được đâu, phải trả phí dịch vụ 800 euro đấy. Làm theo hướng dẫn của người bạn, chỉ một tuần sau, Hà nhận được email từ Đại sứ quán Việt Nam thông báo nguyện vọng về nước của chị đã được ở nhà phê duyệt. Đây là hình ảnh trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn khuyến cáo công dân có nguyện vọng về nước cần đăng ký trực tiếp với Đại sứ quán qua phần mềm trực tuyến để được xét duyệt, tránh bị lợi dụng danh tính và trục lợi tài chính. Giờ thì Hà mới hiểu, cơ quan phê duyệt danh sách người Việt Nam được bay giải cứu về nước chính là Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Êm ai đó cũng hướng dẫn Hà phải mua vé máy bay ở đại lý bán vé độc quyền của Vietnam Airlines với giá tới nặng 1.500 euro một chiều về Việt Nam, đắt gấp 4 lần trước đại dịch. Nghe Hà ở mức kể về việc phải mua vé máy bay với giá quá cao, bạn bè án ổn. Không phải mình cậu bị hãng hàng không Vietnam Airlines móc túi như thế đâu, mà bà con Việt Nam ở cả châu Âu, châu Mỹ, châu Úc hay Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. đều thế cả. Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải chỉ cấp phép độc quyền bay giải cứu cho mỗi Vietnam Airlines. Không có cạnh tranh thì hãng hàng không này muốn bán giá nào chẳng được. Về Việt Nam là chi thêm tiền. Vào gần cuối năm 2020, một tuần sau khi bay, chị Hà đã đăng status trên Facebook khoe được cách ly tại một doanh trại quân đội ở Sơn Tây, rằng chị khá hài lòng với chỗ ở và suất ăn hàng ngày, lại còn được các anh bộ đội chăm lo rất chu đáo. Tổng chi phí khoảng 1,6 triệu đồng trong 14 ngày, tính cả 2 lần ngoáy mũi. Trong khi đó, một số đại gia bay cùng chuyến bay giải cứu với Hà, vì có quen trước nên có liên lạc hẹn nhau ở Việt Nam thì nhắn tin họ bị chặt chém ở một khâu khác, đó là khách cách ly tại khách sạn 5 sao do Ủy ban Nhân dân thành phố của một tỉnh miền Bắc chỉ định. Đây là hình ảnh một khách sạn dùng để cách ly khách từ nước ngoài nhập cảnh. Các bạn này phải trả tới 2,5 triệu đồng mỗi ngày, 14 ngày cách ly tổng cộng phải chi hơn 35 triệu đồng. Mà chăn ga, gối đệm thì phải tự thay, phòng ngủ và toilet phải tự quét và lau,
suất ăn hàng ngày thì thua xa suất ăn của Hà ở doanh trại quân đội. Những người ở lại vì không thể chi thêm. Thời gian tránh dịch ở Việt Nam, Hà được cho là may mắn vì được và nhiều người bạn xin số phone dịch vụ liên quan đến lãnh sự quán Việt Nam ở Pháp để người nhà được lọt vào danh sách các chuyến bay giải cứu. Trong số đó có Trang, cô bạn học cùng phổ thông với Hà kể lại trong nước mắt chuyện con gái mình sang châu Âu du học tự túc. Nhà không đủ chu cấp, cháu phải vừa học vừa làm để trang trải chi phí. 2 năm dịch Covid-19, cháu được trường cho học online, không thể về được Việt Nam sống với gia đình để học trực tuyến từ xa, cháu cũng không tìm được việc làm thêm như trước. Nửa năm nay, gia đình Trang không thể liên lạc được với cháu. Sau một tuần lần mò tìm được số điện thoại phone của bạn thân cùng du học với cháu, Trang gọi điện hỏi thăm thì tá hỏa mới biết. Con gái mình bị cạn tiền sinh hoạt, phải sống vật vờ, nương nhờ một đại gia như thân phận gái bao. Hiện nay cháu đang mang thai 6 tháng. Những mảnh đời sinh viên và lao động mất việc, phải sống chui, sống lủi, tùi hổ, cực nhọc như cháu ở châu Âu. Trong đại dịch Covid-19, em biết nhiều lắm. Hà hạ giọng nói như vậy. Đây là hình ảnh hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại sân bay quốc tế Sydney, Úc vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Những cái khôn lẽ ra không nên có, nhưng cái khó thì lại ló cái khôn. Nhiều sinh viên du học cũng như lao động Việt Nam xuất khẩu trên khắp thế giới từ cuối năm 2020 bắt đầu chia sẻ cho nhau trên mạng xã hội cách thức về được Việt Nam mà chi phí chỉ bằng 1/3 qua con đường chặt chém của đường dây lãnh sự trong và ngoài nước với những chuyến bay độc quyền giải cứu của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Họ chọn cách bay tới Campuchia hợp pháp, rồi từ đó về Việt Nam bằng đường bộ hoặc đường hàng không cũng hợp pháp. Cạnh đó còn rất nhiều người Việt vì những lý do khác nhau phải tìm cách từ Campuchia nhập cảnh chui bất hợp pháp về Việt Nam. Câu chuyện đã nhanh chóng thành vấn đề của quan hệ giữa hai nước. Ngày 6 tháng 12 năm 2021, trong lễ khai trương quốc lộ số 11 của Campuchia, ông Thủ tướng của Campuchia Hun Sen lên tiếng đòi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, phải xin lỗi Campuchia. Vì trong một hội nghị chuyên ngành vào hồi tháng 3 năm 2020, tướng Chiến từng công khai khẳng định rằng Covid-19 tràn từ Campuchia sang Việt Nam như nước sông Mekong. Thực ra, nỗi lo lắng của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến không hề sai. Trong mùa xuân năm 2021, Campuchia bùng dịch Covid-19 dữ dội. Giới chức Việt Nam nói là phải kiểm soát đường biên giới với Campuchia chặt chẽ hơn nữa trước nguy cơ virus corona xâm nhập Việt Nam theo ngả này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen đòi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phải xin lỗi vì đổ lỗi cho Campuchia lây nhiễm Covid cho Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, trong chuyến công tác cứu trợ cộng đồng người Việt bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh, bày tỏ sự lo lắng rằng chúng tôi rất thông cảm với những khó khăn hiện nay của bà con gốc Việt, đặc biệt là tình trạng mất việc làm, không có thu nhập và bị cách ly, phong tỏa, v.v. Sứ quán đề nghị bà con gốc Việt và công dân Việt Nam không cố gắng di chuyển sang Việt Nam theo các đường dây đưa người trái phép. Trong tháng 4 năm 2021, rất nhiều người Việt Nam, trong đó có nhiều người ở Hải Phòng, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã nhập cảnh chui từ Campuchia để đi taxi về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh trạm xe bus gần cửa khẩu quốc tế Ba Vét của Campuchia, bên kia là cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Người Việt Nam có thể đi xe bus từ Đông Bình đến đây mức giá khoảng 6 đô la. Vấn đề là nhu cầu về nước rất cao và người ta buộc phải tìm mọi cách như có thể, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Thảm họa Covid-19 tràn vào Việt Nam rất có thể từ con đường này, trong khi các ngả khác đều bị các nhóm làm ăn của ngành giải cứu bịt lại. Bây giờ nhìn lại, cũng như phụ kiện xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á, các chuyến bay giải cứu người Việt ở nước ngoài thực chất cũng do sự lũng đoạn chính sách nhà nước của một nhóm quan chức tha hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng nỗi thấu khổ cùng cực của bà con trong cơn đại dịch nhằm trục lợi. Họ đã bị bắt, khởi tố trong vụ án hình sự, nhưng câu hỏi tôi nghe được ở cộng đồng mạng tại các nước như
Âu, Mỹ là các cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước như Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân của một số tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp như Việt Nam Airlines và các đại lý bán vé máy bay, các khách sạn được chỉ định cách ly vân vân, có tham gia vào tập đoàn làm ăn trong hoạt động tội phạm hình sự đội lốt giải cứu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19 hay không? Để trả lời câu hỏi này, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cần làm rõ để đưa các thủ phạm ra trước vảnh móng ngựa, trừng trị theo quy định của pháp luật.